chào các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên về Natalia. Trận này dùng ngọc hút máu phép nhé mọi người. Ngọc đỏ 10 viên công phép xuyên giáp phép, ngọc tím 10 viên hút máu phép, ngọc xanh 10 viên xuyên giáp phép tốc đánh, kèm phù hiệu thánh thuần để trâu hơn và cộng thêm hút máu phép nữa. Mấy bạn cầm ngọc với phù hiệu này thì đứa nào nhảy vào solo là khỏi phải chạy luôn, đứng một chỗ bấm chiêu nó cũng tự chết. Azum sang pháo bùa xanh thì mình sang ăn bùa đỏ, chứ qua cùng nhau lỡ cả hai về tay trắng thì nhục. Với lại ăn trên này có mỗi con sở cu, nên nếu nó vào là làm thịt luôn. Với phù hiệu và ngọc này thì sở cu gãi ngứa thôi. Tiếc cái là ngọc này không có tốc chạy nên đi ganh hơi chậm, với lại bị dí chạy không có kịp. Rừng nó không có bùa thì chắc chắn phải ăn con khỉ rồi, qua núp chơi luôn. Rồi, tung trượt chiêu 2 thì không còn gì phải trang trối. Thêm cái thằng Gidu bị lé giả vờ không thấy nữa chứ. Đánh nhau 3 ngày 3 đêm ở đây mà không phụ tí. Bộ này lên thêm quyền trượng hút máu nữa thì kiểu như bất tử vậy. Lúc giao tranh nếu hết máu mọi người tung phát vào lính quái là đầy luôn. Thôi nhường AD ăn mình không cần mạng nữa. Một đứa quá xanh thì team dễ thọt, xanh quá mà bị chấm dứt là dễ thua lắm. Nên mạng nào nhường được cứ nhường. Đó là đầu và giữa game thôi, chứ cuối game mà nhường là ngáo luôn đấy. Trên này hai thằng đang đọ sức à, để tôi phụ giúp cho. Rồi xong, ấn auto chiêu 2 mà nó không nhắm vào thằng thên, nó lại nhắm vào tường. Những pha ép trụ như này thì để ý AD team bạn thôi, SB múa hay đẩy gì kệ. Thấy nhiều bạn bình luận dưới hay hỏi cách khắc chế giáp, mình thấy chỉ cần lên giải kiên cường, xong mua thêm một mảnh giáp phép là được rồi. Hoặc nó mạnh thì nâng lên đai kháng phép. Nó combo mình không chết là mình giết nó được thôi. Đôi khi mình thấy con cờ GC còn khó chịu hơn rát đấy. Ơ thằng này tham lam hả? Chơi con này cũng thuộc dạng nhiều. Mình thấy Natalia rất ngại những tướng chạy nhanh, ví dụ như Enzo, Geza, Quillen, Fonka, vì chúng nó vừa chạy nhanh vừa đánh nên ta rất khó tung chiêu.
Lên đồ hút máu như này thì sát thương gây ra không bằng lượng máu mình hồi nữa. Bây giờ thì kiểu như ta đây bá chủ rồi đó. Những pha bị dí như này mấy bạn canh chiêu trước mặt nó xíu là trúng. Ôi giời, chạy được luôn. Nó chạy được thì mày phải ở lại nha. Ôi lỗi game thật này. Mình tung chiêu dọc vào lính mà cục tròn này nó bay sang tường. Game làm như này là không ổn rồi. Hèn gì lúc đầu game tung không trúng thẳng thên. Anh sở cất định làm gì đây? Và cho lắm rồi, nằm ép một đống. Clip dừng ở đây rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Mình có hai kênh YouTube là Trâm Anh 5 phút và Trâm Anh Nata. Mọi người có thời gian thì cho mình xin một lượt đăng ký với nhé. Cảm ơn ạ.